Alo, Belo, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của RD Trần Hiệu. Và chúng ta hôm nay tiếp tục với series tắc ruột với triệu chứng là nôn. Và không như triệu chứng đau, chúng ta đã nói về kỳ trước. Kỳ này chúng ta chỉ đánh giá, hỏi bệnh, xem xét những cái tính chất. Các bạn nhìn rõ trên cái slide này rồi. Và những cái tính chất nào, tôi sẽ trình bày tiếp tục sau đây. Thứ nhất là cái cách khởi phát, cái cách xuất hiện của cái triệu chứng nôn như thế nào. Đấy, thì có 5 cái kiểu sau. Bạn nào mà trong quá trình trải lâm sàng mà thấy cái kiểu nào nữa thì nói cho tôi biết để tôi bổ sung vào slide. Kiểu thứ nhất là nôn ngay sau đau. Kiểu thứ hai là nôn nhiều ngày sau đau. Kiểu thứ ba là có cảm giác buồn nôn rồi mới nôn và rất ít khi nôn khan. Ê, kiểu thứ tư là trướng bụng rồi mới thấy nôn và không thấy đau. Hoặc là rất ít đau mà chỉ cảm thấy trướng bụng là chính. Ê, kiểu thứ năm là chỉ nôn thôi. Rất ít đau và rất ít trướng. Ê, kiểu thứ nhất là nôn ngay sau đau thì thường gặp trong tắc ruột cao hoặc là do nghẹt. Đấy, tắc ruột cao thì càng nôn sớm. Cái kiểu nôn nhiều ngày sau đau thì tắc ruột thường gặp cho tắc ruột thấp hoặc là cái triệu chứng bán tắc ruột. Đấy, đau trước rồi khi nào nó tắc hẳn thì lúc đó bệnh nhân mới cảm thấy nôn. Cái triệu chứng tiếp theo là cảm giác buồn nôn rồi mới nôn. Đấy, có thể có, thường ấy là bệnh nhân có thể có cảm thấy buồn nôn rồi bắt đầu nôn, thường là thế. Đấy. Nhưng có trường hợp nôn vọt, nôn sớm thì những cái triệu chứng nó gặp trong của màng não và của não bộ chúng ta không xét ở đây. Chúng ta hôm nay xét bài tắc ruột. Nếu ở tắc ruột thì có thể có được gặp buồn nôn trước, nhưng cái triệu chứng cái cảm giác này thường bị lấn át bởi đau hoặc bị trướng lên mà bệnh nhân người ta không để ý tới. Trướng bụng rồi mới nôn thường gặp trong liệt ruột. Ở những cái bệnh nhân này thường ấy, các bạn thấy những bệnh nhân sau mổ, đấy, bệnh nhân liệt ruột, khi chúng ta đi khám lâm sàng chúng ta thấy bệnh nhân bụng trướng, sau đó người nhà gọi chúng ta là bác ơi người nhà của em cứ nôn, hỏi có đau không, bảo không nhưng thấy bụng trướng lắm. Tiếp theo là chỉ nôn ít đau ít trướng, đấy, tắc sát góc thoát hoặc tắc ở trên tá tràng. Tính chất tiếp theo đấy là trên này đánh giá về đặc điểm tính chất của nôn là gì. Nôn có thể từng lần, từng đợt, từng cơn. Ví dụ như bệnh nhân đau thì thấy nôn, và nôn xong thì đỡ đau. Hoặc là thấy trướng bụng rồi nôn rồi lại đỡ trướng. Thế chúng ta phải hỏi tiếp về là hỏi chất nôn. Là nôn là thức ăn, dịch trong. Đấy, thì thường ở dạ dày. Mà đã đến dịch màu vàng màu xanh tức là dịch có màu của dịch mật rồi. Đấy, thì tức là đã xuống ruột tắc sớm ở tá tràng hoặc ruột non tắc cao, thường là thế. Mà nôn ra dịch đục bẩn hôi thì thường là bệnh nhân đã đến viện trong những giờ muộn rồi hoặc tắc thấp. Tiếp theo chúng ta đánh giá về diễn biến. Chúng ta hỏi về cái triệu chứng nôn này nó có tăng dần lên không? Hay nó giảm dần hoặc nó không thay đổi? Tăng dần thì đúng rồi, cái nguyên nhân nó không thay đổi mà nó càng ngày nó càng dữ dội hơn, kích thích nhiều hơn thì là nó sẽ tăng dần lên. Có giảm dần cũng giống như đau. Thật thì tức là cái yếu tố giảm hoặc mất đi. Hoặc là giai đoạn muộn này bệnh nhân mệt, không còn sức đâu mà nôn nữa rồi. Lúc đấy chỉ thấy chớ ra thôi. Nước cứ chảy có khi là tràn vào phổi gây suy hô hấp. Hoặc là giả, tức là trong cái giai đoạn cơn bệnh nhân nôn xong rồi. Đấy. Bây giờ nôn xong rồi đỡ đau rồi, đỡ trướng rồi thì thôi, hết kích thích. Thì lại không nôn nữa. Hoặc là không thay đổi. Chúng ta phải hỏi về số lần, số lượng và
đánh giá cái ảnh hưởng đến toàn thân. Đó là cái triệu chứng của mất nước và điện giải. Triệu chứng mất nước và điện giải chúng ta sẽ học ở những cái bài sau. Bài đến đây chúng ta sẽ biết hỏi và là bệnh nhân bác bị nôn bao nhiêu lần. Thường là bệnh nhân người ta nhớ không chính xác đâu. Nếu người ta nôn một lần, hai lần người ta còn nhớ. Nhưng những bệnh nhân người ta nôn quá nhiều lần thì người ta chỉ áng chừng thôi, người ta bảo tôi nôn nhiều lần lắm. Ta hỏi chính xác người ta chỉ bảo khoảng 4-5 lần hoặc chục lần. Số lượng. Hỏi với người ta xem là bây giờ bác nôn một lần như thế ước chừng là khoảng bao nhiêu. Thì ít khi người nào người ta đong đo đong đếm lắm. Đấy. Chỉ khi nào người nhà người ta nhìn thấy ấy, thì người ta còn để ý giữ lại. Còn bệnh nhân mà nôn nhiều quá, người ta lúc đấy người ta mệt thì người ta chả để ý gì nữa đâu. Ảnh hưởng toàn thân, ví dụ hỏi bệnh nhân xem có hoa mắt, chóng mặt, đấy. Có khát nước không, có thấy tê bì chân tay, có tê bì môi không, tê bì mặt không, đó là triệu chứng của mất điện giải. Xong rồi, và chúng ta tiếp tục cái phần cuối cùng, nó đánh giá về cơ chế của nôn. Chúng ta nhìn ở đây có rất nhiều cái nguyên nhân gây có thể nôn. Gây ra nôn ví dụ như là nguyên nhân từ môi trường bên ngoài, những cái chất không dễ chịu về ánh sáng, về màu sắc, về cảm xúc. Rồi là những nguyên nhân đến từ rối loạn tiền đình ốc tai. Rồi là những nguyên nhân đến từ dạ dày ruột, tức là hệ thống đường tiêu hóa. Hoặc là những nguyên nhân trực tiếp, ví dụ như là từ thuốc, từ chất độc, từ chuyển hóa, vân vân. Thế thì tắc ruột chúng ta sẽ nói như thế nào? Đó là do tăng áp lực ở trong lòng dạ dày, ruột, nghẹt thần kinh, mạch máu, cái yếu tố viêm. Những cái yếu tố này kích thích vào những cái thụ thể nằm ở trên đường ruột, nằm ở trên dạ dày, hoặc là kích thích trực tiếp vào đám rối dương. Sau đó nó sẽ đi theo cái dây giao cảm, dây 10, dây giao cảm hướng tâm đi lên. Đấy, đi theo dây phế vị đi lên. Thế tiếp theo là đến cái trung khu nôn ở hành não. Đây, tiếp theo từ cái trung khu nôn ở hành não này, nó đi theo cái dây dây 10 ly tâm và xuống là các cơ quan phía dưới, gộp hàng loạt các cơ quan tiếp theo như thế này, cho ra các hoạt động nôn. Thứ nhất là dạ dày và môn vị sẽ giảm co thắt các cơ đóng. Tiếp theo là co cơ hoành, tức là cơ hoành hạ xuống, bụng co cơ lại, ngực co lại, tăng áp lực trong dạ dày, tăng áp lực trong lòng ruột, giảm chức lực các cơ thắt ở thực quản phía dưới và phía trên, đóng các cơ thành môn. Và chúng ta đã có một cái kết quả là bệnh nhân nôn ra như thế này. Đấy, thường các bạn thấy bệnh nhân nó quặn thắt, nôn xong nó rất là mệt, vì rất nhiều hoạt động phải làm như thế này và mất nước và điện giải như thế này thì đương nhiên là mệt rồi. Vâng, và bài hôm nay chúng ta chỉ học tới đây thôi. Và nhớ, nếu các bạn nào mà chưa hiểu, chưa nhớ thì chúng ta xem lại, xem đi xem lại nhiều lần cho đến khi nào hiểu, nhớ và đào sâu suy nghĩ. Có gì hỏi thì các bạn comment ở phía dưới, tôi sẽ giải đáp cho các bạn. Goodbye, see you again.